Sáng ngày 29 tháng 6, thêm 95 ca mắc COVID-19, Việt Nam có tổng cộng 16.136 bệnh nhân. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 29 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 95 ca mắc COVID-19 trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 58 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 16.136 bệnh nhân. Thế giới hiện có trên 182,1 triệu ca mắc. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 đến 6 giờ ngày 29 tháng 6 có 95 ca mắc mới, bệnh nhân 16.042 đến 16.136. Không có ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 95 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Long 1 ca, trong đó có 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 14.358 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.788 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ. Có 10 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.998.885 xét nghiệm cho 7.044.133 lượt người. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến 6 giờ ngày 29 tháng 6, cả thế giới có hơn 182 triệu ca mắc, trong đó có 166.689.242 ca đã khỏi bệnh, 3.942.923 ca không qua khỏi và 11.500.226 ca đang điều trị, trong đó có 80.495 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 267.798 ca, số ca không qua khỏi tăng 4.789 ca. Châu Âu tăng 53.228 ca, Bắc Mỹ tăng 14.678 ca, Nam Mỹ tăng 51.149 ca, Châu Á tăng 128.681 ca, Châu Phi tăng 19.782 ca, Châu Đại Dương tăng 280 ca. Tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 38.959 ca, trong đó Indonesia tăng 20.694 ca, Philippines tăng 5.604 ca, Thái Lan tăng 5.406 ca, Malaysia tăng 5.218 ca, Myanmar tăng 1.125 ca, Campuchia tăng 883 ca, Đông Timor tăng 20 ca, Singapore tăng 9 ca. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 319 ca, lần 2 là 143 ca, lần 3 là 158 ca. Số ca không qua khỏi là 76 ca và số ca điều trị khỏi là 6.519 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 18 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 27 và 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 4 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 8 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Long An, trong đó 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26 và 27 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện Phổi Long An. 1 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh, 18 tuổi, nữ, địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh. 3 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26 và 27 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 1 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, nữ, 68 tuổi, có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 58 ca bệnh ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.
kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 204.159, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.134, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 48.660, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 153.365. Thông tin tiêm chủng, tính đến 16 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm cho 3.497.104 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 172.994 người. Có thêm 112.344 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 28 tháng 6 tại 25 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng như sau. Hà Nội 1.438 người, Nam Định 737 người, Ninh Bình 12 người, Bắc Giang 7.953 người, Hải Dương 619 người, Hưng Yên 576 người, Quảng Ninh 312 người, Hà Tĩnh 216 người, Lạng Sơn 2.731 người, Cao Bằng 490 người, Thừa Thiên Huế 703 người, Quảng Nam 571 người, Quảng Ngãi 2.534 người, Ninh Thuận 699 người, Kon Tum 925 người, Đắk Lắk 4.278 người, Thành phố Hồ Chí Minh 73.975 người, Bà Rịa Vũng Tàu 171 người, Đồng Nai 1.088 người, Tiền Giang 1.494 người, Lâm Đồng 2.834 người, Tây Ninh 254 người, Cần Thơ 1.619 người, Đồng Tháp 1.304 người, Bình Phước 335 người, Bệnh viện, viện trường 1.847 người, Bộ Quốc phòng 2.759 người. Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp mạnh nhưng ca mắc COVID-19 vẫn tăng? Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân chính khiến số ca F0 vẫn tăng mạnh trong thời gian qua trên địa bàn. Chiều ngày 18 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo nhằm cung cấp tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, thành phố sẽ tổ chức 2 buổi họp báo mỗi tuần về tình hình dịch COVID-19. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi việc đâu là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại địa bàn vẫn tăng cao thời gian qua dù đã áp dụng những biện pháp phòng chống dịch quyết liệt. Ông Phan Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, chủng virus Delta là nguyên nhân chính khiến đợt dịch lần này có mức độ lây lan mạnh hơn trước đây. Cụ thể, biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra sự lây nhiễm thành từng chuỗi, khó cắt đứt trong thời gian ngắn. Gần như là toàn bộ người trong gia đình có các ca nhiễm đều mắc bệnh. Mức độ lây lan của biến chủng này phải nói là rất kinh khủng, ông Phan Thanh Tân chia sẻ. So sánh với biến chủng Anh trước đây, Phó Giám đốc HCDC cho biết biến chủng cũ có tốc độ lây lan nhanh, nhưng các chủng ca ngắn, dễ cắt đứt và hầu hết là chỉ lây nhiễm khi có mức độ tiếp xúc rất gần. Với khả năng lây lan mạnh của biến chủng Delta, ngành y cùng chính quyền thành phố đã có những biện pháp quyết liệt chủ động nhưng chưa ngăn chặn cắt đứt được các chuỗi lây nhiễm. Đại diện HCDC bày tỏ hy vọng với những giải pháp quyết liệt mới như là chỉ thị 10 và một số biện pháp tăng cường, thành phố sẽ sớm giảm được tỷ lệ lây nhiễm trong thời gian tới. Trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6, toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 641 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đợt giãn cách thứ hai từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 đến nay, số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn là hơn 2.000 người. Hiện tại, dịch COVID-19 đã thâm nhập vào các khu trọng yếu của thành phố như là khu chế xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ đầu mối. Số ca F0 chưa rõ nguồn lây vẫn gia tăng. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 6, đã có 710.733 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3.374 bệnh nhân đã được công bố. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vào ngày cách ly thứ 20. Thời gian ủ bệnh hiện nay của SARS-CoV-2 thường là 14 ngày, tuy nhiên thực tế vẫn ghi nhận một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vào ngày cách ly thứ 20 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 28 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã báo cáo những trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly trên địa bàn.
Tính đến hết ngày 27 tháng 6, tổng số trường hợp nhiễm phát hiện từ khu cách ly đợt dịch thứ tư là 1.826 trường hợp. Cụ thể có 1.091 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, chiếm tỷ lệ 55,8%, 603 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 2, chiếm tỷ lệ 33%, 143 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 3, chiếm tỷ lệ 7,8%, 53 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 4, chiếm tỷ lệ 3%, và 8 có kết quả dương tính lần 5, chiếm tỷ lệ 0,4%. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh theo quy định là 21 ngày và sẽ lấy mẫu xét nghiệm 5 lần vào các ngày 1, 5, 10, 15-20 của đợt cách ly. Lần 1 được lấy ngay khi chuyển vào khu cách ly. Theo quy định của Bộ Y tế thì việc lấy mẫu xét nghiệm 4 lần là vào các ngày 1, 7, 14-20. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm một lần xét nghiệm so với quy định của Bộ Y tế. Việc này là để phát hiện các trường hợp F1 dương tính và chuẩn bị thực hiện thêm xét nghiệm kháng nguyên nhanh xen kẽ giữa các lần làm xét nghiệm RT-PCR để phát hiện sớm hơn nữa. 55,8% trường hợp phát hiện dương tính lần 1 ngay sau khi được chuyển vào khu cách ly tập trung là những trường hợp đã lây nhiễm từ trước đó, từ các ca F0. 33% có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính là nhóm được lấy mẫu sau khi vào khu cách ly 5 ngày. Nhóm này có khả năng rất cao là nằm trong thời gian ủ bệnh và được phát hiện vào ngày thứ 5 sau khi được cách ly. 7,8% có kết quả xét nghiệm lần 3 sau khi vào khu cách ly 10 ngày. Nhóm này vẫn có khả năng cao là đã lây từ trước và đang trong thời gian ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh hiện nay của SARS-CoV-2 vẫn được ghi nhận là 14 ngày. Tuy nhiên thực tế thì vẫn ghi nhận một số trường hợp cách ly tuyệt đối tại khách sạn đã có kết quả dương tính vào ngày thứ 20. Các xét nghiệm dương tính vào ngày 1, ngày 5, ngày 10 vẫn đang nằm trong thời gian ủ bệnh thông thường của virus. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính lần 1, 2, 3 theo thống kê từ các ca nhiễm ghi nhận tại khu cách ly là 96,6%. Còn 3,4% còn lại là những trường hợp phát hiện dương tính sau khi người cách ly chung phòng với họ cũng đã dương tính trước đó. Các trường hợp này có hai khả năng, họ ủ bệnh lâu hơn thông thường hoặc bị lây nhiễm từ người cách ly cùng phòng. Các điều tra tại các khu cách ly cho thấy không có sự lây nhiễm chéo giữa các phòng khác nhau trong khu cách ly. Dù phần lớn số ca bệnh dương tính phát hiện trong khu cách ly thuộc nhóm xét nghiệm lần 1, 2, 3 được cho là lây nhiễm từ trước, tuy nhiên cần quan tâm đến việc nhóm này sẽ là nguồn lây cho những người khác trong cùng khu cách ly, do đó cần phải có giải pháp kiểm soát lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung. Bình Dương thêm 8 ca dương tính, 26 doanh nghiệp có người mắc COVID-19. Bình Dương vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đều là công nhân đã được đưa đi cách ly trước đó. Hiện trên địa bàn tỉnh này có 26 công ty, xí nghiệp có người mắc COVID-19. Ngày 28 tháng 6, ngành y tế tỉnh Bình Dương thông tin qua xét nghiệm những người đang cách ly tập trung ở thị xã Bến Cát, ghi nhận thêm 8 trường hợp công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tất cả trường hợp trên là F1 của công ty này liên quan đến chuỗi ca bệnh từ nữ công nhân làm việc tại công ty Puku nhưng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. 600 công nhân được đưa đi cách ly tập trung. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa cách ly khu trọ nơi công nhân ở và cửa hàng Bách Hóa Xanh, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Các điểm liên quan được phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương trên đường DJ9 ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Tính từ đợt dịch thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 262 ca mắc COVID-19 và một số ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số 262 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương, xuất hiện tại thành phố Dị An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Đợt dịch này, Bình Dương có 26 công ty, xí nghiệp với 198 ca mắc. Địa phương này đã truy vết được 4.310 F1 và 10.684 F2. Theo nhận định của ngành y tế Bình Dương, thời gian qua, các địa phương đã kiểm soát được nhiều ổ dịch tại cộng đồng, khu nhà trọ, các nhà máy, công ty. Tuy nhiên, số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh, từ cấp độ 2 nhanh chóng chuyển sang cấp độ 4 trên 100 ca và sắp chuyển qua cấp độ 5, 300 ca. Ngành y tế địa phương đang tập trung nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm từ 200 đến 250 tổ lấy mẫu, mua sắm test kit sinh phẩm xét nghiệm y tế, thành lập 100 tổ kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông báo những ai liên quan đến các điểm sau đây khẩn trương đến cơ sở y tế để được hướng dẫn. Công ty One X 2, đường số 6, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, từ ngày 24 tháng 6, nhà trọ Mai Trúc, đường DG 5, Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Quán cơm gà gần chợ Thái Hòa, đối diện cà phê 369, hàng ngày từ ngày 12 tháng 6. Quán cà phê Hương Mộc, đường DX05, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Quán xôi, ngã tư chợ Mỹ Phước 3, nằm trên vỉa hè của tiệm tạp hóa Trung Đính, đường DG 9, Mỹ Phước 3,
từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ngày 25 tháng 6. Tiệm thuốc Tây Anh Bình, đường Tân Hiệp 38, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 6.